Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được hướng dẫn cho anh em một trong những cái dòng máy khử khuẩn nano bạc ở trên thị trường, hàng mini bản 2022 nội địa của Trung Quốc, rất là đẹp và rất là chất lượng. Thì ngày hôm nay bên mình xin phép được hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cũng như là cái cách bảo quản làm sao cho máy khử khuẩn nano bạc mini bản 2021 của nội địa Trung Quốc này thì một cách tốt nhất anh em nhé. Đầu tiên anh em chúng ta cắm điện 220V. Anh em có thể nhìn thấy tôi đã cắm cái nguồn điện 220V vào đầu kia. Tiếp đến là tôi có thể chỉ cho anh em. Ở đây nó sẽ có nút on. Nút ở giữa là máy đã không hoạt động. Nút sang bên này là vệ sinh máy thì đèn sẽ bị sáng. Anh em nhìn thấy chưa? Khi tôi ấn sang bên nút này là nút số 2 thì đèn sẽ bị sáng. Nút này là nút để khi mà anh em chúng ta vặn cót thì nó sẽ vệ sinh máy. Thì chúng ta ít sử dụng cái mẫu này và chúng ta bao giờ cũng để nó ở nấc 1. Khi anh em để ở nấc 1 như thế này thì máy nó chưa sáng ngay đâu và nó phải chờ 3 phút anh em ạ. 3 cho đến 5 phút. Tại sao lại phải chờ cái số lượng thời gian như vậy ạ? Bởi vì là khi mà máy mới bắt đầu hoạt động ấy thì nó phải nạp toàn bộ cái hệ thống làm khói, cho nên là chắc là nó phải rơi vào tầm khoảng 3 cho đến 5 phút. Thì trong khoảng 3 đến 5 phút thì anh em chúng ta làm gì? Việc của anh em chúng ta là đổ đầy dung dịch. Ở đây nó có một lọ dung dịch, dung tích là 100ml. Anh em chúng ta đổ đầy dung dịch vào. Thì ở đầu dung dịch này nó sẽ có một cái đầu lọc để anh em chúng ta sử dụng. Và lời khuyên của bên máy móc Minh Chí dành cho tất cả anh em là chúng ta nên sử dụng các sản phẩm hàng nhập khẩu. Thì nó sẽ có cái độ khử nano chất lượng hơn, cũng như là nó sẽ không có cặn. Thì khi mà anh em chúng ta sử dụng thì nó sẽ được bền hơn. Còn nếu như mà anh em nào chúng ta sử dụng mà dòng những cái dòng của Việt Nam ấy thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ kém hiệu quả, ít thơm hơn và cái độ tẩy của nó thì nó cũng không được như những cái dòng nhập khẩu. Thì hàng của Việt Nam ấy, dung dịch của Việt Nam nó sẽ rơi vào tầm khoảng 300.000 một lít. Thì nó sẽ có vị cam, vị chanh, vị xả. Còn hàng nhập khẩu thì nó sẽ có khoảng 500.000 một lít thì nó sẽ có vị hương ly và vị bạc hà anh em nhé. Đấy, sau khi chờ khoảng 3 đến 5 phút thì anh em có thể để ý là cái máy đã báo đèn sáng lên rồi. Đèn sáng lên ở đây tức là gì? Tức là toàn bộ hệ thống đã nạp đủ nguyên liệu để chúng ta bắt đầu sử dụng. Và việc của chúng ta bây giờ là sao? Anh em chúng ta sẽ vặn cái cót này. Vặn cái cót này. Đây tôi sẽ vặn thử cho anh em nhìn thấy nhé. Tôi sẽ vặn thử. Rồi. Anh em có thể thấy khói nó chạy ra không? Đấy. Thì cái này nó công tắc nó đơn giản là khói thôi. Đây. Rất là chất lượng đúng không anh em? Tôi sẽ quay cho anh em nhìn đấy. Ok chưa? Khói ra kín phòng này. Và mùi thơm sẽ lan tỏa khắp phòng cùng với cả cái tia UV. Vậy thì cái cách nào để mà hiệu quả tốt nhất? Đây. Chỉ chưa đầy khoảng 20 giây thì tất cả các cái không gian trong phòng này nó đã đầy khói rồi anh em ạ. Rồi. Khi mà chúng ta vặn cót ngược trở lại thì khói nó sẽ biến mất. Thì cái cách sử dụng của cái máy khử khuẩn nano bạc thì nó rất là đơn giản thôi. Và tôi lưu ý anh em một vài cái lưu ý như sau. Khi mà anh em chúng ta dùng xong, anh em có thể vệ sinh máy bằng cách là cho nước kết hợp với cả giấm một chút thôi để vệ sinh máy. Thì đây là lời khuyên của chuyên gia sử dụng máy này. Còn nếu như anh em nào chúng ta chỉ đổ nước vào thôi thì rất là dẫn đến cái tình trạng là máy bị kẹt cũng như là bị hỏng motor. Tại sao lại vậy? Bởi vì thường ấy, khi mà anh em chúng ta đổ nước lọc vào ấy thì nó không có cái chất tạo thành khói. Cho nên là thường những cái chuyên gia trên mạng người ta bảo anh em đổ nước vào, đôi lúc là hỏng motor luôn. Đây, bây giờ tôi cho anh em nhìn thấy khói. Chỉ với 20 giây thôi, phòng nó đã như thế này. Và việc của chúng ta là đóng cửa lại. Chúng ta đóng cửa lại để cho khói nó lan tỏa ra. Càng lâu càng tốt. Thì cái mùi thơm này nó sẽ bám lên trên các cái bề mặt của sản phẩm để nó diệt khuẩn, cũng như là để nó giúp cho anh em có mùi thơm trên phòng ốc, gara, ô tô. Thì cái cách sử dụng rất là đơn giản thôi, tôi vừa hướng dẫn cho anh em rồi. Chỉ với 4 phút, anh em có thể để ý là máy vẫn đang ở cái chế độ nạp và đèn bắt đầu vẫn sáng. Và bây giờ tôi chỉ cần vặn cót thôi thì là toàn bộ hệ thống sẽ vẫn chạy bình thường. Cho nên là anh em cực kỳ yên tâm nhá. Thì mọi chi tiết đặt hàng về cái máy khử khuẩn mini này, anh em có thể liên hệ với cả bên mình. Đấy chính là máy móc Minh Chí, là fanpage hoặc là YouTube của bên mình.
0915498666, 0978390231 hoặc là 0986734894. Đây là ba số Zalo mà anh em có thể liên hệ đặt hàng. Sản phẩm này nhá, bên mình xin phép là ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Anh em chỉ cần nhắn tin cho Zalo hoặc là inbox qua fanpage của bên mình để đặt hàng các cái mẫu sản phẩm này. Sản phẩm cam kết chính hãng, nội địa của Trung Quốc và rất là chất lượng cho những anh em nào chúng ta thời kỳ dịch bệnh như thế này. Sản phẩm đuổi được muỗi này, đuổi được dán này, loại bỏ những cái bề mặt vi khuẩn bám ở trên các cái bề mặt văn phòng cũng như là ô tô, tạo cái mùi thơm rất là tốt cho tất cả anh em. Sản phẩm được bảo hành 1 năm và do bên máy móc Minh Trí phân phối. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.